Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo đế tản nhiệt laptop từ hai cánh quạt Fan 12 cũ này. Hai cánh quạt này thì mình nhặt được từ tiệm phế liệu thôi. Thì mình cũng đã test trước rồi, vẫn có hoạt động bình thường. Ở đây thì mình sẽ vệ sinh lại bụi bặm và tra thêm dầu nhớt vào để cho nó tăng được cái độ ổn định. Ở đế thì mình sử dụng là mica với độ dày 3 ly. Mà lúc trước mình đã, ở video trước thì mình đã chế tạo mặt lép nhét tài liệu nhạc. Sau khi vệ sinh thì mình được như thế này. Tiếp tục thì mình sẽ tra thêm dầu nhớt vào để tăng độ ổn định cho hai cánh quạt này. Đây là tấm mica mà sau khi mình đã cắt ra các bạn. Thì bên mép này cũng bị gãy một tí xíu, nhưng mà mình có thể bán keo lại được, mình cũng không sao. Mình sẽ để hai cái fan này nằm ở giữa của tấm mica để làm mát cho toàn bộ laptop. Lượng gió sẽ được đẩy từ dưới đã lên.
Sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ được như thế này, khá là chắc chắn đó. Đối với những bạn mà thích màu mè thì có thể gắn thêm led. Tiếp theo thì mình sẽ đi dây điện nhé các bạn. Mình sẽ gắn vào một cái rắc nguồn. Tiếp theo thì các bạn sẽ cắt thêm một đoạn mica bắn tạo độ nghiêng cho cái đế tản nhiệt này. Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn.
Ở đây thì mình có bắn thêm một số ít pika phía trên để tạo được cái khoảng trống giữa laptop với cái cánh quạt, tăng được cái độ mát. Cấp nguồn chúng ta cùng thử nha. Quạt quay rất là mạnh nhưng mà không có gây tiếng ồn lớn. À, như vậy là vừa khít luôn. Như vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.